mất nước để anh che cho nấu cơm. Thương lắm miền Tây mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay hai đứa đi đồng nhổ cỏ cả nhà ơi. Rồi Cương nói là ở trên đây có một cái vũng cá nhiều lắm nè. Rồi Cương kêu mình về lấy cái thau với cái gỗ lên để chuẩn bị mình sẽ tát cái vũng kia kìa. Để mình về lấy cái rổ nha, rồi để quay cả nhà xem nha. Có gô ngớp nhiều quá ha. Đó em thấy vũng nước đó là sáng giờ rồi đó. Thấy cá ngớp nhiều quá em. Em khai sáng giờ đó em thấy hồi sớm cá ụt quá trời ụt, không biết có cá không mà ụt quá trời ụt luôn rồi. Cá bự này nè. Không được.
cái bọc bỏ vô đi. Nãy em lấy cái hộp tắt nước rồi. Em tắt. Anh không có tắt cái thùng lại hả? Không. Để em xíu ạ. Xíu bọc bỏ vô đi. Kìa kìa kìa, trên đó có cái bọc đen nha. Đây bỏ bọc đi, có ở đây có mấy cái hang nè. Đây có cá đó. Ừ. Ừ, cá vuông không nhảy nè. Cái hang luôn. Lắm luôn. Đi bắt cá mà không lấy cái thùng gì hết. Đây con. Đây hai con. Mệt quá. Thôi tao mệt quá. Em thấy nước cạn rồi đó. Thôi. Đâu anh học chưa cái hang đó coi. Ôi cá nè. Ôi có cá nè em ơi. Ôi cá lóc. Đây em có con cá lóc. Cá lóc hả? Ừ. Em nói là có cá lóc mà. Bữa không? Đi. Ôi. Cái gì bỏ vô thì để con nhảy á. Nè. Còn cái rô nè. Còn cái rô. Nước cạn à. Khai từ sáng tới giờ luôn đó. Trời ơi. Bắt thêm được vài con nữa nấu canh chua anh. Nha. Vài con nữa nó không chưa. Quá trời nước nó chảy vô lại nè. Rồi. Cá lóc hoa cũng được à, không bự à. Này, chích bánh này anh mở lên nè. Cái gô nè, cái đường con cái gô nè. Có cái gô nè. Em cũng dính nữa nè. Thôi được mấy con hả? Em được con. Được chứ? Con bạn tưởng nó nhiều. Tưởng nó nhiều, em khai nước từ sáng giờ, em canh từ sáng giờ. Em lương. Lương hay cua? Lương. Trời ơi, em cua. Trời ơi. Cua. Cua có miếng bét. Cua mày lắm nè. Còn hang em ơi. Đây còn hang nữa nè. Có cá lóc nữa không? Cá nữa. Cá. Ui. Cá lóc vậy? Cá lóc vậy? Nó đập nhỏ gạn rồi như vậy. Chưa. Những gì tác của con ta. Còn nước nó ra ngoài kinh vô nữa. Nó mới chảy vô hoài hả? Giác này nó lớn anh. Cái gì vậy? Trời ơi, nó Mm-hmm.
nghỉ anh ơi. Có rồi, cá rồi. Đủ rồi. Nghỉ anh ơi. Mà có mệt. Ôi, ôi. Trời. Trời nó mất tiêu con cá lóc luôn rồi. Nó hả? Nó lạc luôn rồi. Đủ quá. Còn con nữa. Gì? Con nữa. Cá lóc em mới bắt lên cá bự đó. Cái này cá nhỏ nè. Đi luôn hả? Vớt xuống đây nè. Nè. Trời ơi. Đi hoài ta. Đổ sao vậy? Ừ. Trời ơi. Làm gì trời. Bó tay luôn. Kìa, nó lên đó, nó lên. Bỏ ta. Được rồi. Chị em ơi. Đi. Nước trâu chảy vô hoài ha. Thôi, chị ơi. Cơm ăn em ơi, nó bụng quá. Còn nữa mà nước nhiều quá giấc này chảy vô nữa mà mắt mắt được tắt tích nửa đêm luôn tôi rồi đó. Đi nhảy nữa ra đi. Nhảy nữa ra cho em bắt luôn đi vậy. Cương sẽ đi bằng cá nha, đây hành quả của Cương nè. Được hai con cá lóc với mấy con cá rô. Giờ Cương sẽ đi làm cá nha. Đang thu hoạch làm cái chòi mới của kênh Thương Lắm Miền Tây cả nhà. Mấy kiếm được bên kia kìa. Đẹp không? Chà cái chòi đẹp không? Chừng nào ăn Khánh Thành á? Đợi nấu cơm xong là ăn Khánh Thành luôn đó. Có mời bà con dòng họ gì không? Có. Mời hết trơn bà con cô bác luôn. Với anh em dòng họ luôn. Một có hai chồng mình nè. Hãy
nhảy chạy không em? Giờ Cương sẽ cắt cá ra để nấu canh chua nha. Cá lóc Cương sẽ nấu canh chua, còn cá rô thì mình kho nha. Bây giờ nước sôi rồi, mình cho cá vô. Chín cơm cho em. Nấu ở trên đồng từ hồi sớm tới giờ cái bếp nó không có chịu cháy cả nhà ơi. Giờ này mới cháy nữa ha. Giờ này nó mới chịu cháy. Nó bụng quá trời luôn rồi. Cảm nhận nó bụng quá. Anh nói bụng còn em thì khóc. Khóc quá khóc. Bây giờ mình sẽ cho đường, muối, bột ngọt vô nha cả nhà. Cương sẽ cho ít bột ngọt thôi, tại canh chua á mình chỉ cho có điểm thôi. Khổ quá đi. Mình cho xíu bột ngọt thôi. Đường cho muối vô. Mưa tới nha em, mưa lớn lắm luôn á. Mưa tới không biết chạy vừa xong rồi. Không biết để bữa nay khai trương cái liệu mình luôn nha. Mưa tới không biết là ướt chỗ này không nè anh. Anh nghĩ là không ướt đâu, ướt bên đó không à. Ngày mai mình đem theo cái miếng bạc đi. Mình che trên hả? Ừ. Ồ, cái này lửa cháy vậy. Sao cái kịp nè. Cái dao đâu anh? Ừ. Anh gửi cái dao cho em cắt miếng chanh thôi. Nãy giờ nấu được nồi cơm chần ai hết cả nhà ơi. Bây giờ thì tới nấu nồi canh chua nha. Canh chua cá lóc đồng với rau muống nha. Mà Cương không hái rau muống, Cương chỉ hái bông điên điển thôi. Em ơi, nó lộn rau muống à. Mới khai trương cái liều mới cả nhà ơi. Mưa luôn rồi. Bây giờ nấu canh chua mà không mưa như vậy thì tôi mới làm như vậy nè cả nhà ơi. Mong là đám mưa này ổng chỉ chạy luồn qua thôi á. Mong đám mưa này chỉ chạy luồn qua thôi cho nhanh qua. Chứ không thì ngày mai kiếm một miếng bạc nữa lên đặng nha, dừng bên phía kia đó mới được. Cái này nó được rồi đó anh, tại nãy là như cái lò nó anh đắp cắt nó chứ trong mưa nhỏ nhỏ để mưa lớn quá là ướt nhẹo trơn luôn. Tắm mưa đi em, ra tắm mưa đi em, ra tắm mưa đi. Thôi nha, tắm đi. Ôi, khổ quá. Vụ người ta không à. Khổ vụ ai nghe. Ngày đầu tiên làm cái liều bị ướt mưa luôn. Thôi nên làm lèo vừa xong ha, để thôi nếu làm kịp rồi mất mưa rồi. Vừa xong là ông trời ông mưa luôn. Ông thử nghiệm đó, ông cho mình thử nghiệm cái lèo. Nhưng mà cái lèo của anh nhiều. Hình như một lát các em hút mình luôn đó. Nhiều quá trời, nhiều chú quá luôn rồi nè. Không biết nào ông che lại. Mất mưa để anh che cho nấu cơm.
Hôm nay thì không được hên như hôm bữa rồi cả nhà ơi. Hôm bữa nướng cá trên đồng á, không có mưa. Hôm nay thì mưa quá mưa rồi. Lôi lôi cái này ra, lôi miếng này ra che trên được không? Có nhiễu rồi kìa. Nó đang nhiễu mà. Không muốn nước tưới. Cho bông điên điển vô nữa là được rồi nha. Tấn công lên đây. Ôi hết mưa rồi. Hết mưa rồi. Bỏ hai bông điển vào đây nè. Không không, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đổ luôn hả? Cho chưa đi, cho chưa. Chín lá rồi, bỏ bông điển vô là ăn được. Ủa, còn mưa nữa hả? Tưởng hết mưa mình ra nha. Mình cho rau vô luôn nha. Không hết mà không làm còn mưa nữa. Ngon quá. Ngon canh chua giữa trời mưa. Anh muốn ăn cơm không? Ngon để dịnh cái gì? Anh dịnh cái nấu lá cho em coi. Em niêm đường ngọt coi. Đây. Cái đây, cái đây. Dịnh chưa? Anh niêm thử kìa. Được chưa? Đảo quá, chua ghê luôn. Rồi, bây giờ bắt lên nha. Có cá chưa? Chưa. Rồi, em có cá đi. Nhắc lên trên đó. Anh lấy cái gì nhắc coi. Anh à, hồi sớm em có xé miếng giấy để ở đây nè. Ờ, hai miếng giấy đó. Lấy lá chuối nè. Hai miếng giấy bự trong đó đó. Có miếng giấy bự trong đó. Đây Cương đang kho cá nha cả nhà. Cái nồi cá kho nha. Hấp dẫn quá cả nhà. Ông trời ổng thương quá, ổng mưa dạo qua một cái là ổng nghỉ mưa rồi, chứ không thôi là chắc không, Cương nói chắc không nấu được luôn rồi. Với cơm cúng đi Cường ơi. Cái này. Chín gì? Bốn quá. Anh ơi. Để không anh. Chín rồi đó. Chà nó. Cái chén chín luôn rồi. Chín luôn rồi. Xong rồi cái điều ra luôn. Miếng lúa trồng cỏ còn nhiều mà. Ôi trời ơi, chết rồi. Nhìn nhìn đây, nhìn đây. Dân con cá ngô ra ngoài. Mắm đâu anh? Đó con mắm, mắm. Đây lấy cái nè, cái chén con mắm Cực. Nhìn kia kìa. Mắm mà ớt ở trong đó luôn. Coi coi có ớt trong đó không? Làm đàng hoàng nha, để đổ. Chỗ này là kêu tiêu rồi. Cái này kêu nước màu vậy? Nước màu, nước màu. Cái chuyện giấy nước màu ra đi.
nhiêu đâu rồi ta? Kêu anh để ở ngoài mà. Anh để đâu vậy anh? Chế nước mắm không cần. Để lấy nước đá ra. Cái tay nó mắm quá. Ồ, tay sạch không nghe. Bóc ghê quá. Tay em sạch mà. Chế nước chù rồi anh cơ. Đây lấy. Em có đem này cho anh nè. Gì? Đã rồi. Phải. Quái gì? Chả nước miếng. Thôi ăn cơm. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm với Cương nha. Được không? Chưa cái thao. Lại để cái thao vô. Không được lật đổ. À có rồi. Dừng. Rồi, để lên đi. Chấm đựng thở nha. Nhớ chấm đựng thở nha. Chấm thở là đổ nha. Mời cả nhà dùng cơm với Cương nha. Mời cả nhà canh, nha. Chua cá lóc bông điên điển nha cả nhà. Cá rô kho tiêu. Có bụng anh. Bữa nay có anh bạn Cường đi heo nữa. Mình thử bụng đĩa nè. Cá rô quá cả nhà. Cái thịt nó cá rô đồng á, cái thịt nó rất là thơm luôn á. Bụng đĩa ngon quá em ơi. Bụng đĩa ngọt hết chứ ngọt. Nãy trời mưa á. Cương sợ là không nấu được luôn á. Mà may quá. Ổng chỉ mưa luồn qua ăn cái à. Ngày khai trương cái liều mới rồi, mắc mưa luôn hả? Không thử nghiệm mình hay gì á. Ngon quá. Cơm nóng em. Canh nóng hả? Ngon quá. Mình sửa cái lò này lại nấu mới được anh ơi. Nhưng gì nó ngược gió quá. Thì mình đắp lại. Đắp lại phía kia. Em thấy mình lấy cây sắt á, mình để lên. Êm hơn á. Nhổ cỏ chứ mấy ngày nó mới gọi em. Nhổ quả mấy ngày mới rồi á. Ngon cái lóc. Ngon anh. Ừ, cái lóc thơm không? Cái lóc đồng mới thơm. Ngon quá. Mưa tới nữa là gì ba? Chỉ mưa tới nữa. Mưa kiểu này ăn cơm mà ngủ á. Hồi ngủ nghỉ nhổ cỏ luôn á. Cơm xong nhổ mới cỏ, còn mấy công đi cho rồi. Cà quả cày hết ngày dữ vậy. Cá lóc đồng ngon không em? Ngọt hết chứ ngọt. Chiều nay em coi đổ mấy cái giấn à. Còn vét cơm luôn đi. Còn cơm thì cực, hết luôn rồi. Vét cái nồi cho sạch luôn đi. Ngon quá. Anh Ban Cường ảnh vét cái nồi luôn rồi cả nhà ơi. Cắt ăn không còn miếng cơm rồi nhở.
mời đi câu nữa em. Đi câu coi bạn nhỏ nè. Ngon. Đặng lắm ghế đó đó. Câu có cá rồi. Mời đi đặng câu. Tại đậu dớn vậy em? Mình đã đậu dớn. Đến đây thì kênh Thương Lắm Miền Tây cũng kết thúc clip ở đây. Mọi người nhớ có thương thì nhớ vào cho một like, một đăng ký kênh để Thương Lắm Miền Tây làm những video mới hay hơn để gửi đến cả nhà nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.